Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bác sẽ cập nhật chi tiết đến các anh cặp Bow 601 Series 2. Cặp này đẹp từ ngoại thất tới nội dung bên trong, và được một cái nữa là toàn bộ các cái chi tiết của nó đều zin nguyên hết, kể cả phần viền của bốn cái loa bass luôn. Và đây là cái dòng loa tiệm cận nhất của 601 Series 3 với cái cấu hình giống nhau gần như tuyệt đối các anh. Nhưng mà nó sở hữu một cái mức giá rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn khoảng gần 10 triệu lận. Thiết kế đẹp, thêm vào đó là cái công suất cũng như trở kháng không hề thay đổi. Thì đây nó sẽ là một cái mẫu loa rất phù hợp cho cả nhu cầu nghe lẫn hát karaoke gia đình, đáp ứng tốt cho những không gian phòng khoảng 30-40 m². Và bây giờ thì xin mời anh cùng bác đánh giá chi tiết về tình trạng của sản phẩm lần này. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với cái phần thân vỏ bên ngoài và cái phần khung lưới. Tại vì ở đây các anh thấy là chúng ta có một cái khung e căng rất là dài. Và cái này thì trên quá trình vận chuyển nó rất hay gặp cái trường hợp là bị cấn và nó bị võng xuống. Và cái vải bố này nè các anh, thì các anh thấy là hầu như ở thị trường Việt Nam, nếu như mà nó có xảy ra tình trạng gì đó ảnh hưởng tới hình thức ấy, thì hầu như chúng ta cũng không có bất kỳ cái vật liệu nào để có thể thay thế được ha. Cho nên đây cũng là một chi tiết rất là quan trọng về cái mặt hình thức bên ngoài. Đây các anh có thể thấy chúng ta có một cái tấm vải này còn giữ được cái tình trạng rất là đẹp, và cái khung e căng của nó ha. Cái khung thì mặt trong một lát nữa mình sẽ mở ra để quan sát kỹ hơn. Tương tự thì cái bên này cũng vậy nè các anh. Đó, rất đẹp ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần tem của Bow. Rồi, tiếp đến là mình sẽ có phần thùng. Thì cái phần thùng của 601 Series 2 cũng như Series 3, toàn bộ của nó là simili chứ nó không phải là gỗ lạ nha các anh. Và chúng ta sẽ có những cái góc cạnh rất là vuông vức như thế này. Đối với những cái sản phẩm mà nó được dán gỗ lạ ở bên ngoài á, thì ví dụ như nó cấn mẻ hay xay xát gì đó chúng ta có thể khắc phục được. Đó, nhưng mà bề mặt si thì cái nào đẹp là đẹp thôi, chứ còn hầu như là không có khắc phục được ha các anh. Mình làm cho nó vuông vức lại thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có đẹp. Đó, thì ở đây các anh thấy là tất cả các cái góc cạnh của nó đều rất là sắc sảo. Ở phía dưới phần chân của dòng loa này chúng ta sẽ có một cái bộ chân bằng nhựa. Nó cao khoảng hơn 1 phân đó các anh. Cho nên là mình thấy nó có một khoảng cách với mặt sàn như thế này. Rồi mình quan sát tỉ mỉ từng cái cho nó dễ nha. Ở đây là phần mặt sau. Thì cái cặp loa này nó còn một cái tờ giấy của nhà sản xuất từ xưa tới giờ luôn nè các anh. Hơi cũ cũ rách rách nhưng mà thôi, nó nằm ở mặt sau mình sẽ giữ lại như thế này ha. Tại vì nhiều anh thì sưu tầm lại thích có những cái này. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần cọc loa nè. Và có một cái lưu ý như thế này, thì đối với những cái dòng loa như là 601 Series 2 và Series 3 á, thì nó sẽ không có cái loa vế trái và vế phải. Tại vì loa của hai bên nó giống nhau tuyệt đối. Nó không có giống như là 601 Series 4 hoặc là 501 Series 4. Thì nó sẽ có loa vế trái vế phải, do cái loa nó đặt quay về một hướng khác nhau. Cho nên là nó sẽ có cái loa trái phải rõ ràng. Còn trên dòng Series 2 và 3 thì nó không có ha. Cho nên là đại đa phần á, các anh thấy là chúng ta lựa những cái cặp loa có cái tình trạng gọi là đồng đều nhất và đẹp nhất, gọi là nó không có sự chênh lệch á. Chứ còn đại đa phần là không có trùng series nha các anh, không trùng series. Đó. Thì ở đây các anh thấy là chúng ta có cái phần tem cũng còn rất là mới nè. Rồi ở đây là cái phần cọc cắm loa ha. Rồi ở đây thì có nhiều anh hỏi Bách cái chỗ này là cái gì. Thì Bách cũng chưa có mở ra tới chỗ này. Nhưng mà chỗ này thì theo như Bách nó chỉ là cái móc để treo cái sợi dây này thôi các. Chứ còn nó không có tác dụng gì ha. Nó cũng không có phải là cái cọc đấu mát nữa. Tại vì loa thì nó không có cần chi tiết đó. Rồi, ở đây các anh có thể thấy là cái bề mặt sau nó cũng rất là hoàn hảo này. Không có gì để chê ha. Các anh có thể thấy là những cái góc cạnh này nó cực kỳ sắc bén luôn. Rồi, cái phần vách cuối cùng. Thì các anh có thể thấy tất cả mọi cái đường nét góc cạnh đều rất là đẹp. Mình sẽ quan sát cái còn lại nha các anh. Đây là phần khung lưới của nó. Rất là hoàn hảo ha. Hôm trước thì nó có về hai cặp và có khách người ta đặt cọc trước, người ta dặn trước á. Cho nên là Bách đã giao đi một cặp rồi, thì còn một cặp Bách cập nhật chi tiết đến canh. Cặp này cũng y chang như cái cặp hôm trước Bách giao vậy, rất là đẹp. Rồi, ở đây ha. Đây là phần tem của nó. Các anh có thể thấy là tem của chúng canh nó còn rất là sáng màu. Và bên này nó cũng còn cái mảnh giấy này luôn nè các anh. Đó, tất cả mọi chi tiết ha. Tại vì Bách thấy dạo này các vị khách không thường xuyên tới tại chỗ để mua, mặc dù ở gần cũng vậy, cũng ít khi tới lắm. Cho nên là Bách quay kỹ một chút xíu để các anh nếu như mà
không sắp xếp được thời gian tới, chúng ta có thể gọi điện để vách giao tới cũng được cho đỡ mất thời gian ha. Đó. Phần vỏ thùng của cặp loa này thì gần như không có một cái chi tiết nào để chúng ta chê rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ quan sát tới cái phần nội thất bên trong. Thì ở đây nè các anh, cái phần e căng này nó sẽ có hai miếng, một miếng trên, một miếng ở dưới, và nó nối lại với nhau nha. Và nó chỉ nối với nhau bằng cái đoạn vải bố bên ngoài thôi. Cho nên là khi mở ra, các anh đừng có giật ngược nó ra phía sau luôn. Không có giật ngược nó ra phía sau, mình chỉ nhấc lên cho nó rời khỏi cái chốt định vị của nó thôi. Sau đó là mình đẩy nó ra nè, là nó sẽ tự ra ha. Đó, như thế này. Chứ mình giật ra quá thì thời gian nó sẽ bị cái tình trạng là nó rách cái vải bố này nè các anh. Đó, cho nên là mình xài mấy cái đồ này mình bảo quản chút xíu ha, của bền tại người mà. Ở đây toàn bộ phần khung của nó là bằng nhựa nha các anh, toàn bộ là bằng nhựa. Và các anh thấy là chúng ta có cái phần khung e căng rất là đẹp, cực kỳ ngay hàng thẳng lối luôn, và nó không có bị cái tình trạng bị võng này, nhất là không có bị gãy, những cái chốt này vẫn còn nguyên nha. Rồi mình quan sát luôn cái bên này. Những cái sản phẩm này thì nhiều khi á, cũng không có phải là nó quá đắt đỏ đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái giá trị về sưu tầm nữa, cho nên là mình kỹ kỹ về cái mặt hình thức một chút. Đó, ở đây ha các anh. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ quan sát tới cái phần tuyến loa. Bách kê hai cái loa sát nhau như thế này để anh em chúng ta dễ dàng đánh giá được cái sự đồng đều của nó ha các anh. Trước tiên là về phần cấu trúc á, thì series 2 và 3 nó giống y chang nhau vậy. Chúng ta sẽ có 6 loa mỗi bên, 2 loa bass đường kính 20cm và 4 loa chép. 4 loa chép này thì nó được hướng về 4 góc khác nhau ha. Và ở đây thì các anh có thể thấy là chúng ta có cái màng và màu màng cũng như viền của loa bass nó rất là đồng đều nhau. Đó, bass quay ở nhiều góc cạnh để các anh dễ dàng so sánh ha. Do là chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái ánh sáng nó không có đều á, thì nhiều khi nhiều cái góc mình sẽ thấy nó lệch. Nhưng mà ở bên ngoài thì các anh sẽ thấy là nó rất đồng đều với nhau. Có một cái chi tiết muốn chia sẻ đến với các anh nè, là chúng ta rất dễ phân biệt được cái viền loa bass này còn zin hay là không. Cái chi tiết này thì nó cũng không quá quan trọng đâu, tại vì cái viền này viền mút mà, nhiều cặp nó bị mục thì mình thay thôi, chứ không ảnh hưởng gì ha. Thì ở đây các anh có thể thấy nè, trước tiên á là cái viền loa. Đối với cái viền loa zin á, thì cái tiết diệt đường kính của nó rất là nhỏ. Các anh có thể thấy nè, nó nhỏ hơn cả cái ngón tay út của bass nữa. Còn những cái viền mà chúng ta bắt buộc phải thay lại rồi á, thì cái viền của nó, cái bảng rất là bự các anh. Nó to hơn cái ngón tay cỏ luôn, nó rất là lớn. Đó, nó không có mảnh được giống như thế này. Về màu sắc thì nhiều khi là chúng ta không đánh giá được đâu, tại vì cái màu có nhiều cái nó cũng là viền zin, nó cũng nhỏ như thế này, nhưng mà cái màu của nó sẽ hơi xám hơn, chứ nó không có ngã xanh như thế này. Cho nên về màu thì nhiều khi là mình sẽ không đánh giá chính xác được. Đó, mình nhìn về kích thước, cái viền loa nó rất là dễ để biết được anh. Viền ở trên thị trường Việt Nam bây giờ nếu như mà thay thế, không có cái loại viền nào mà nó có cái đường kính nhỏ như vậy cả. Rồi, mình quan sát tỉ mỉ hơn chút xíu ha. Thì ở đây nè, anh có thể thấy là chúng ta có những cái chân ốc, cái màu của nó hơi ngã chì, nó không có sáng bóng giống như là những cái cặp 301. Nhưng mà được một cái là nó còn nguyên zin và chưa hề có cái dấu cậy mở gì ha. Khi mà chúng ta để cái vít ba ke vào chúng ta mở là các anh thấy ở trên cái đầu ốc nó có những cái đường trắng trắng á. Đó, nó bị trầy cái ốc đi. Rồi, màng cũng rất là đẹp ha các anh. Viền, màng, mũi rất là hoàn hảo. Thì cái bát ở bên này cũng vậy nè. Đó, anh có thể thấy là những cái chân ốc này rất là nguyên vẹn ha. Viền nè. Và cái chi tiết ở trên cái viền á, thì thông thường về những cái viền loa bằng mút á, thì bác đánh giá cái này rất là kỹ. Tại vì nếu như mà nó bị nhão hay là nó thấy mà nó xuống quá rồi á, thì bác sẽ chủ động bác thay trước. Còn những cái viền này á, thì các anh thấy là những cái đường nếp gấp nè, nó không hề có cái dấu hiệu bị rạn, và viền của nó cũng rất là dẻo. Đó, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng được trong một thời gian khá là dài các anh, không có cần phải bận tâm về vấn đề này trong thời điểm hiện tại. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ có cái phần loa chép nè. Đó, các anh có thể thấy chúng ta có cái màng loa giấy và mũi còn rất là đẹp, không hề có dấu hiệu biến dạng gì ha. Đó, tương tự ở đây cũng vậy. Rồi, cái phần lỗ hơi thì dòng 601 series 2 nó sẽ được đặt ở ngay cái vị trí này nha các anh. Rồi, các anh có thể thấy ở đây nè. Mình sẽ quan sát luôn cả bốn cái loa chép còn lại. Các anh có thể thấy tất cả những cái tuyến loa này đều giữ được một cái tình trạng rất là đồng đều, và đương nhiên không có bất kỳ cái lỗi lầm gì để chúng ta chê trách ha. Đó.
Rồi, mình quan sát luôn hai cái loa bass ở phía bên dưới. Đây này các anh. Tương tự như hai cái trên vậy. Viền zin, màng, mũi, tất cả mọi chi tiết rất là liền lạc và rất là đẹp ha. Đó, các anh có thể thấy ở đây. Tương tự thì cái bên này cũng vậy. Chân ốc cũng không hề có cái dấu cậy mở. Ở đây là cái phần nền màu đen thì cái này nó cũng là simili luôn. Và các anh biết là nó có cái phần e căng rất là dày, nó bảo vệ toàn bộ phần này luôn. Cho nên ở trong này các anh thấy nó cực kỳ sắc sảo luôn nè. Và nó không hề có bất kỳ một cái tác động nào xấu kìa. Đó. Rất đẹp ha. Cặp loa này thì nếu mà đánh giá về tình trạng hình thức cũng giống như là cái nội dung của những cái tuyến loa á, thì như các anh vừa quan sát tỉ mỉ từ đầu video tới giờ, cặp này cực kỳ hoàn hảo, không có bất kỳ một cái điểm trừ nào để mà chúng ta phải bận tâm cả. Sẵn ở đây nè các anh, thì hôm trước Bách có làm một cái cặp dây loa. Cặp này thì nó là dây audio quét, nó là dây bãi của Mỹ, nhưng mà cái đầu jack á, là ở Việt Nam mình tự lên nha, cái này Bách tự lên. Thì cái dòng loa 601 series 2 này các anh, nó sử dụng cái jack này đó, chứ nó không phải là nó sử dụng cái jack bắp chuối ha. Thành ra là Bách sẽ tặng kèm cho các anh một cái cặp dây với cái đầu càng cua sẵn và cái đầu còn lại là cái đầu bắp chuối ha. Thông thường âm ly bây giờ là sử dụng giáp bắp chuối, cho nên mình sẽ cái đầu này mình sẽ cắm vào âm ly nè, rồi cái đầu này mình sẽ cắm vào loa. Tại vì á, có nhiều anh mua một cặp loa rất là lớn nhưng mà ở cái khu vực của các anh thì nó không có bán những cái này nhiều nè các anh, cho nên là các anh lấy cái dây trần các anh siết vào thì cái này nó có cái tiếp điểm không có quá lớn, cho nên nhiều khi mình siết vào nó hay bị có những cái sợi dây thừa ra và nó bị bung á các anh. Cho nên là mình xài luôn cái sắt càng cua cho nó chắc chắn ha. Đó, thì Bác sẽ tặng kèm luôn cái cặp dây này cho anh. Đó. Rồi, tình trạng loa và tất cả mọi chi tiết của cặp loa 601 series 2 lần này thì Bác vừa quay rất tỉ mỉ để các anh có thể tham khảo rồi. Cho nên là nếu như các anh có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì, các anh vui lòng liên hệ trực tiếp với Bác qua số điện thoại Bác để trên cái tiêu đề của video ha. Về mức giá bán thì cặp loa này hiện tại Bác đang bán với mức giá là 32 triệu. Và mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển nha các anh. Bác sẽ tặng kèm cho các anh một cái cặp dây audio quét kể trên. Đó. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trên các video lần sau ạ.